棒。贝贝真。cùng tìm những âm thanh nhí nhố từ rừng xanh nào. Chào các bạn. Các bạn đã sẵn sàng thám hiểm rừng xanh chưa nào? Các bạn nghĩ sẽ có những loài vật nào sống trong? Các bạn có nghe thấy gì không? Ôi trời! Người có thể nghe tiếng chuyển động của ta sao? Ta là rắn kẻ phản diện số 1 của rừng xanh đây. Ta tới đây để ăn thịt thú rừng đây. Kẻ nào mất tiếng kêu dưới bùa chú của ta thì sẽ khô héo hết. Cáp cáp. Ôi không, tiếng kêu của các loài vật bị xáo trộn cả rồi. Các bạn hãy giúp mình tìm lại tiếng kêu của chúng nhé. Thật sao? Các bạn sẽ giúp mình hả? Cảm ơn. Nếu không tìm được tiếng kêu của mình thì ngươi sẽ mất hết sức mạnh đó. Ta sẽ ăn thịt ngươi chỉ trong nháy mắt thôi. Hãy mau tìm lại tiếng kêu của loài động vật đầu tiên nào, là cá sấu. Phải cái này không ta? Ôi không, vậy là sai rồi. Phải rồi, đây là tiếng kêu của bạn cừu bông mà. Sai một lần nữa là ta sẽ ăn thịt cá sấu đó. Không. Ốc ốc. Ồ, đây là tiếng của heo. Ta nên nuốt cái đuôi hay cái đầu trước đây? Rắn đang tiến lại gần hơn. Nhanh nào, mau tìm đáp án đúng nào. Đây rồi. Tìm được rồi. Ta khám phá rừng xanh nè, xem có ai trong này. Râu râu, tôi là cá sấu xanh nè. Nè cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Tôi chính là cá sấu nè, sống ở trong rừng. Hiss! Người phá hỏng bữa ăn của ta. Lần này thì người đừng hòng phá rối ta nữa. Cạp cạp. Cùng tìm tiếng kêu của bạn vẹt nhé. Xin chào. Ấp. Phải cái này không? Ấp. Ôi không, các bạn, không phải đáp án đúng rồi. Ấp. Là tiếng kêu của các bạn ớt. Vậy phải cái này không? Ngươi sẽ trở thành bữa ăn của ta sớm thôi. Mình tìm sai rồi. Là tiếng kêu của bạn ngựa chạy rất nhanh.
ta có nên dùng lông vẹt để làm cái mũ thời trang không? Vẹt ơi, cẩn thận, rắn đang ở gần đó. Cùng xem nào, là cái này. Xin chào. Tìm được rồi. Xin chào. Ta khám phá rừng xanh nè, xem có ai trong này. Tôi chính là vẹt nè, hãy nói câu xin chào. Nè cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia, kêu bên đây kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Tôi chính là vẹt nè, sống ở trong rừng. Xin chào. Ôi không, người thông minh hơn ta tưởng đó. Lần này sẽ khó hơn cho mà xem. Miau. Ôi không, gợi ý bằng hình ảnh mất rồi. Các bạn hãy nhớ kỹ xem đâu mới là tiếng kêu của bạn hổ nhé. Bò. Khó quá đi. Có phải cái này không? Hình như chọn sai mất rồi. Tiếng kêu của khỉ. Ta phải mau tìm ra đáp án, nếu không bạn hổ sẽ bị rắn ăn thịt đó. Ồ, khó nghĩ quá đi. Cái này hay cái kia? Bò. Hiss. Ngay cả hổ cũng sẽ thất bại trước bùa chú của ta thôi. Không. Bò. Đây là tiếng kêu của bò sữa mà. Khi ăn thịt hổ xong, ta sẽ trở thành vua của rừng xanh. Rắn đang siết chặt bạn hổ kìa. Các bạn ơi, nhanh lên, nhanh lên đi. Là cái này. Tìm đúng rồi. Không, ta nói là ta sẽ là vua của rừng xanh mà. Ta khám phá rừng xanh nè, xem có ai trong này. Rõ là hồ vằn sông ở trong rừng. Này cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia, kêu bên này kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Tôi chính là hồ vằn sông ở trong rừng. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đi tìm tiếng kêu của các loài vật cùng mình. Xin chào. Hẹn gặp lại nha. Tạm biệt. Ôi cùng đi tìm những âm thanh nhí nhố từ trang trại nào. Chào các bạn. Chào mừng đến với trang trại của Pink Phong. Để mình giới thiệu những người bạn động vật nhé. Âm thanh gì thế này? Ta là sói, kẻ phản diện lén lút nhất trong trang trại của Pink Phong đây. Ta tới đây để gây rắc rối nè. Ốc ốc. Cạp cạp. Bồ. Ôi không, tên sói lén lút đã làm xáo trộn âm thanh của các loài động vật rồi. Các bạn ơi, có
thể giúp mình tìm lại âm thanh của các loài động vật được không? Các bạn giúp được hả? Cảm ơn các bạn nha. Nếu người không tìm được âm thanh của người sớm, ta sẽ ăn thịt người đó. Động vật đầu tiên của trang trại, cùng tìm ra tiếng kêu của bò nhé. Bò. Khó nghĩ quá. Phải cái này không? Đó không phải đáp án đúng rồi. Đây là tiếng của gà trống gái cho mình biết là trời đã sáng rồi. Cùng thử lại lần nữa nào. Cái này. Sai một lần nữa thì ta sẽ ăn thịt bò đó nha. Ôi không. Đây là tiếng kêu của loài khỉ. Khỉ sống ở trong rừng đó. Ta thích ăn thịt bò lắm đó. Chó sói đang tới gần kìa. Hãy mau tìm ra đáp án đúng nào. Cái này. Bò. Tìm được rồi. Bò. Không. Bình phong có một nông trại nè. Ia ia ô. Và trên nông trại là những chú bò. Ia ia ô. Nào cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu vang lên muôn nơi. Bình phong có một nông trại nè. Ia ia ô. Không có tiếng kêu, người sớm muộn gì cũng trở thành bữa ăn của ta. Lần này ngươi không thoát được đâu. Cạp cạp. Hãy tìm tiếng kêu của heo nào. Khó quá đi. Cái này phải không? Không phải rồi. Vậy đây là tiếng kêu của loài vật gì? Đây là tiếng kêu của bạn chó con dễ thương. Vậy phải cái này không? Ôi, mình nghĩ chúng ta sai rồi. Đó là tiếng kêu của bạn cừu với bộ lông xù. Thịt heo là ngon nhất rồi. Cứ đoán sai đi. Cẩn thận, heo ơi. Chó sói đang thèm thuồng lắm rồi. Ta phải mau tìm ra đáp án thôi. Phải, nó đây rồi. Đúng rồi. Bình phong có một nông trại nè. Ia ia ô. Và trên nông trại là những chú heo. Ia ia ô. Nào cùng kêu bên đây và cùng kêu bên.
đổi lắm rồi, Bing Phong. Không thể tin là cả hai lần ngươi đều tìm được. Lần này sẽ khó hơn nhiều đó. Âu! Bồ! Ôi không, con đắc trói rồi. Có thêm nhiều phương án để lựa chọn nữa. Được rồi các bạn, hãy mau tìm tiếng vịt kêu nha. Chít chít. Miau. Cạp cạp. Xem nào. Phải cái này không? Miau. Au. Của mèo con. Mau tìm ra đáp án, nếu không chó sói sẽ ăn thịt bạn vịt đó. Cùng xem nào. Cái này. Rồi sẽ là bữa ăn của ta. Ôi không. Đây chắc chắn là tiếng kêu của ngựa. Ngựa chạy rất nhanh. Bữa tối hôm nay là món vịt. Mình nên nướng nó hay nấu đây? Mình nghe là chó sói sẽ ăn thịt đàn vịt mất thôi. Nhanh lên, tìm nhanh nào. Phải đây không? Cạp cạp. Đúng rồi. Không, bữa tối của ta. Cạp cạp. Không. Bình phong có một nông trại nè, ia ia o. Và trên nông trại là những chú vịt, ia ia o. Nào cùng kêu bên đây và cùng kêu bên kia, kêu bên đây kêu bên kia kêu vang lên muôn nơi. Bình phong có một nông trại nè, E-I-I-O. Cảm ơn các bạn vì đã giúp mình tìm đúng âm thanh của các loài vật trong trang trại. Búm bô. Ốc ốc. Cạp cạp. Hẹn gặp lại lần sau nha. Tạm biệt. Này các bạn, các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.